Tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước võ Văn Thưởng, tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn ra Hà Nội trong chương trình hành trình kết nối kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nêu rõ gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín trong khu vực và trên thế giới ngày càng được khẳng định. Những kết quả đó có sự đóng góp to lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, trước những kỳ vọng và khát vọng lớn lao, Thành phố Hồ Chí Minh phải thật sự xứng đáng là thành phố văn minh hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trẻ, nguồn nhân lực cao đến sinh sống và làm việc, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng và cả nước, nơi tập trung các định chế tài chính quốc tế, ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á và trên thế giới, hướng đến một cuộc sống chất lượng cao, hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng. Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu chức sắc trước việc trí thức người tiêu biểu phát huy hơn nữa vai trò của mình là hạt nhân trong mọi phong trào, lan tỏa định hướng truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của thành phố, của đất nước.